Đây là gì? Không, không phải trận bóng, ký hiệu đó cơ. Hẳn bạn vẫn nghĩ Visa là một công ty thẻ tín dụng. Thật ra, tên Visa mà bạn thấy trên mọi thứ không chỉ là một ký hiệu. Visa là một mạng lưới. Visa hỗ trợ chuyển tiền từ nơi này đến nơi khác, từ người này đến người khác. Visa hỗ trợ các chủ cửa hàng bán hàng trực tuyến, ngay cả từ nơi xa xôi nhất. Visa là phép màu được ẩn giấu, giúp kết nối tất cả mọi người với nhau. Bất kể nơi nào bạn cần đến, bất kể nơi nào bạn muốn đến, bất kể điều gì bạn mong muốn đạt được, Visa là chìa khóa dẫn đến ước mơ của bạn. Visa mở ra cánh cửa cơ hội trên toàn thế giới, để mỗi chúng ta đều có thể là một phần của nền kinh tế thương mại. Visa, mạng lưới cho tất cả mọi người.